Các thân mến, cùng tiếp tục với chủ đề hiệu tỷ, thầy trò mình đến với dạng 3 ẩn hiệu biết tỷ số. Bài số 1 đề bài như sau. Biết hiệu của hai số bằng số bé nhất có 3 chữ số, tỷ số của hai số đó bằng 9/5, tìm hai số đó. Chúng ta đã biết tỷ số rồi nhưng chúng ta chưa biết hiệu. Ở đây chúng ta thấy thông tin này. Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 3 chữ số, vậy bây giờ chúng ta phải chỉ ra số bé nhất có 3 chữ số là số nào, đúng không? Đó chính là số 100. Vậy đó chính là hiệu đấy. Chúng ta sẽ đi vào phần bài giải nào. Mình nói là số bé nhất có 3 chữ số là số nào nhỉ? À đó là số 100. Là 100 đúng không? Là 100 này. Vậy hiệu của hai số là 100 hay là bằng 100, đúng không em? Chúng ta có hiệu rồi, chúng ta có tỷ số đây rồi. Chúng ta vẽ sơ đồ thôi. Tỷ số hai số đó bằng 9/5 thì mình ngầm hiểu thầy như thế này này. 5 bé hơn 9 đúng không? Như vậy thì 5 sẽ ứng với số phần của số bé. Thế còn 9 sẽ ứng với số phần của số lớn nhé. Như vậy số bé sẽ là 5 phần bằng nhau. Chúng ta sẽ vẽ 5 đoạn, mỗi đoạn có độ dài 1cm nhé. Bây giờ chúng ta gióng thẳng điểm đầu của số bé xuống nè. Số lớn sẽ chiếm 9 phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài 1cm. Bây giờ chúng ta gióng thẳng điểm cuối của số bé xuống. Và đây chính là hiệu. Hiệu này ứng với lại bao nhiêu các em? 100. Bởi vì 100 là số bé nhất có 3 chữ số mà. Chúng ta đang cần tìm hai số. Số bé sẽ là đường cong nét đứt từ điểm đầu đến điểm cuối cùng, hỏi chấm này. Số lớn là đường cong nét đứt từ điểm đầu đến điểm cuối cùng, hỏi chấm này. Đó. Bây giờ theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là ta lấy 9 trừ đi 5 thì sẽ bằng 4 đơn vị là phần. Và 4 phần này ứng với hiệu là 100 các em nhé. 1, 2, 3, 4 phần này này. Bây giờ chúng ta sẽ tính giá trị của một phần là ta lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, lấy 100 các em chia cho 4 thì ta sẽ được là bằng 25, không có đơn vị nhé. Bây giờ mình sẽ tìm được số bé thôi. Mỗi một phần này, mỗi một đoạn ngắn này có giá trị là 25 rồi các em ạ. À, mỗi một đoạn này có giá trị là 25 nhé. Thì mình sẽ tìm được số bé thôi. Ta lấy giá trị một phần là 25 nhân với số phần số bé, tức là chúng ta nhân với 5. 25 các em nhân với 5 thì các em sẽ được kết quả là bằng 125. Bây giờ ta có số lớn là ta sẽ lấy giá trị một phần là 25 nhân với số lớn là 9 phần như vậy. 25 nhân 9 em sẽ được kết quả đó là bằng 225. Hoặc là các em có thể lấy số bé cộng với hiệu. Ta lấy 125 cộng với 100 thì mình sẽ ra được số lớn như thế này nhé. Đáp số. Số bé 125, số lớn 225. Như vậy chúng ta đã xong bài số 1 của cái dạng 3 ẩn hiệu biết tỷ số trong chủ đề hiệu tỷ rồi các em ạ.